Cậu xin chào tất cả mọi người nhé. Lên Tây Nguyên mà đi làm từ thiện thì chỉ có thương các cụ, các ông, các bà, rồi là các cô, chú, bác sống ở trong các làng cùi Tây Nguyên thôi. Họ đã bị phong cùi, ăn hết chân, hết tay. Đây như cái bà cụ đang đi cùng với đèn đạo này, đã bị phong ăn hết hai bàn tay, ăn hết hai bàn chân luôn. Bây giờ chân thì phải đi chân giả rồi. Rồi là phong cùi đã tấn công đến tận trong cơ thể, trong người của cụ luôn. Khi mà đèn đạo vào trong nhà bà thì bà vén quần áo lên thì có rất nhiều những vết thương do phong cùi ăn, nó đã thịt thì nó đã bị thối rữa rồi. Ngày xưa thì mọi người vẫn còn hay kỳ thị về cái bệnh này, nhưng bây giờ khoa học phát triển, xã hội hiện đại hơn thì mọi người thông cảm, sẻ chia với những người phong cùi hơn. Thì có rất nhiều các tổ chức và cá nhân cũng đã chung tay cùng với những người phong cùi, giúp đỡ cho họ để xây nhà cửa, rồi là những cái ăn cái mặc. Nên là mỗi một lần trở lại Tây Nguyên thì Điện Đậu rất hay ghé những cái khu mà phong cùi để tham quan cụ. Rất hy vọng là từ giờ đến cuối năm Điện Đậu có duyên lại được lên trên Tây Nguyên để thăm lại các cụ, thăm lại các ông, các bà và chia sẻ những nỗi đau của các cụ. Rất mong là các bạn